Xin chào các bạn học sinh lớp 11. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài chữa 15 phút S1 sau Unit 1, 2, 3 ở trên trường của chúng ta. Và bài trọng tâm này lại test 15 phút thì sẽ xoáy vào kiến thức của Unit 1. Rồi trước khi bước vào bài test 15 phút gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta hãy cùng ôn lại những cái điểm ngữ pháp trọng tâm của Unit 1 các bạn nhé. Ở Unit 1, chúng ta học về cái cấu trúc trọng tâm là gồm hai cấu trúc. Thứ nhất là so sánh, là thứ nhất là must và have to, có nghĩa là phải làm gì. Và tiếp theo là sự so sánh hoặc là cách dùng hai cấu trúc should và ought to, có nghĩa là nên làm gì. Vậy thì chúng ta hãy cùng đi những cái điểm chính, sự giống và khác nhau giữa các cái cấu trúc này để làm sao chúng ta vận dụng vào bài cho được tốt nhé. Number 1, dạng khẳng định. Từ must diễn tả sự cần thiết hay bắt buộc mang tính chủ quan do người nói quyết định. Vậy ở đây từ must mình dịch có nghĩa là phải. Và cái hành động phải làm gì này là do cái người nói, bản thân cái người nói quyết định. Cấu trúc là chủ ngữ cộng must cộng verb. Các động từ tình thái sẽ cộng động từ nguyên thể nhé. Động từ nguyên thể. Rồi ví dụ I must finish the homework. Tôi phải hoàn thành cái bài tập về nhà. Tình huống là I'm going to have a party. Tôi sắp có một bữa tiệc, tôi sắp tổ chức một bữa tiệc. Vậy thì ở đây là xuất phát từ bản thân người nói. Người ta muốn là người ta phải kết thúc bài tập về nhà, hoàn thành bài tập về nhà. Từ have to diễn tả ý bắt buộc, mang tính khách quan, do luật lệ, quy tắc hay do người khác quyết định. Nếu như là từ must là bản thân cái người nói, người ta thấy người ta cần phải làm cái đó, thì từ have to diễn tả ý khách quan do luật lệ, quy tắc hay do người khác quyết định. Và cấu trúc của have to thì nó hơi đặc biệt một chút là mình phải chia theo chủ ngữ đứng trước nó và chia theo thì. Thì các bạn hãy nhớ được cái cấu trúc cơ bản nhé. Với thì hiện tại đơn, chủ ngữ số nhiều hoặc là ngôi ai thì chúng ta sẽ chia là chủ ngữ cộng have to. Còn các chủ ngữ ngôi thứ ba số ít như he, she, it thì chúng ta sẽ chia là has to. Và thì quá khứ tất cả các ngôi thì chúng ta chia là had to. Và sau đó là cộng động từ nguyên thể. Cộng động từ nguyên thể. Ví dụ I have to finish the homework. Tôi phải kết thúc bài tập về nhà, tôi phải hoàn thành bài tập về nhà. Tình huống là tomorrow is the deadline, tức là ngày mai là cái hạn chót mà cô giáo giao cho tôi. Do vậy tôi phải hoàn thành bài tập về nhà. Vậy đây là do cái người khác áp đặt cái deadline, tức là cái hạn vào cho mình, thì mình dùng have to. Dạng phủ định thì từ must not diễn tả ý cấm đoán và cấu trúc của nó là must not cộng mustn't cộng verb, đúng không, quy tắc. Và you must not eat that, bạn không được ăn cái đó, bạn không được ăn cái đó. Và tình huống là it's already stale, nó đã bị ôi rồi. Tiếp theo cấu trúc not have to diễn tả ý không cần phải làm gì, không cần phải nhá. Về cấu trúc phủ định cái ý nghĩa nó lại hơi khác một chút đấy. Ở trên là ý cần, còn ở dưới là không cần phải. Rồi, vậy thì ở đây cấu trúc have to thì chúng ta sẽ chia dạng phủ định. Coi từ have như là một động từ thường. Chủ ngữ cộng do not, viết tắt là don't, does not, doesn't, did not, didn't, cộng have to. Một khi đã có trợ động từ thì các bạn nhớ giúp cô là từ have sẽ chuyển về nguyên thể của tất cả các ngôi have, được chưa các bạn? Rồi và cộng động từ nguyên thể nhá, have to cộng verb. Ví dụ you do not have to eat that, bạn không cần phải ăn cái đó, bạn không cần phải ăn cái đó, chứ không phải là bạn cấm không được ăn cái đó. Và tình huống bạn ấy nhìn là I can see you dislike it, tôi có thể thấy là bạn không thích nó, vậy bạn không cần phải ăn. Rồi về should and ought to thì hai từ này nó cùng nghĩa với nhau, đều có nghĩa là nên. Dạng cấu trúc như sau: chủ ngữ cộng should cộng verb nguyên thể, chủ ngữ cộng ought to cộng các nguyên thể. Các bạn có thể ghi chép phần màu đậm để chúng ta lấy kiến thức ôn bài. Ví dụ là bạn nên gặp bác sĩ nếu bạn ho nhiều hơn, được chưa? Ví dụ hoặc là tệ hơn. Ví dụ tiếp theo, bạn nên gặp bác sĩ nếu bạn ho nhiều hơn. Vậy thì hai điều này có nghĩa giống nhau và nó không có sự gọi là khác nhau quá gì nhiều về ý nghĩa. Tuy nhiên là phân biệt, vẫn có cái sự phân biệt thì phần dưới cô giáo sẽ chỉ cho lớp mình nhé. 1.2 dạng phủ định. Phủ định thì chúng ta sẽ dùng chủ ngữ cộng should not, viết tắt là shouldn't cộng verb. Chủ ngữ cộng ought not to hoặc là ought cộng verb, oughtn't cộng to cộng verb. Nên cấu trúc phủ định của ought not to thì nó ít dùng hơn là should not các bạn nhé.
Rồi, ví dụ thì các bạn đọc ví dụ của cô. Sau đó dạng nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo trợ động từ. Đảo động từ tình thái, ở đây là động từ tình thái lên đầu câu. Should cộng chủ ngữ cộng verb hỏi chấm. Ought cộng chủ ngữ cộng to verb và hỏi chấm các bạn nhé. Chúng ta chỉ đặt từ ought lên đầu câu thôi. Và đây là câu của cô. Chúng ta có nên quan tâm về vấn đề môi trường không? Care about là quan tâm về cái gì? Cách sử dụng, điểm giống này. Cả should và ought to được sử dụng khi hỏi và đưa ra lời khuyên hoặc gợi ý. Tức là lời khuyên nên làm gì thì chúng ta dùng hai cái cấu trúc này đều được, tức là đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên có một cái điểm khác gọi là nho nhỏ một chút trong cái sắc thái đưa ra lời khuyên. Ví dụ từ should nó sẽ dùng cho mang lời khuyên mang tính chủ quan, thể hiện quan điểm cá nhân của người nói. Ví dụ leader should go to bed early. Leader nên đi ngủ sớm, đây là mang tính cá nhân thôi. Mình khuyên ai đó nên làm gì. Còn từ ought to cũng có nghĩa là nên, nhưng dùng với những lời khuyên mang yếu tố khách quan, tức là có sự tác động của ngoại cảnh như luật lệ, bổn phận hay quy tắc. Ví dụ Emily ought to finish the report by 10 a.m. Bạn Emily nên hoàn thành cái bản báo cáo trước 10 giờ. Bởi vì sao bạn ý nên ở đây dùng từ ought to? Bởi vì là có thể là có một cái hạn gì đó khiến bạn ấy phải hoàn thành trước cái thời điểm đó, nên chúng ta dùng ought to. Mặc dù là nó không phân biệt rõ ràng như là từ must với từ have, tuy nhiên chúng ta vẫn cần nắm được cái ngữ cảnh khác nhau để chúng ta có những cách sử dụng phù hợp nhé. Rồi, bây giờ cô mời các bạn đến với cái phần bài tập và kiểm tra mẫu của chúng ta. Number one, hãy chọn cái đáp án phù hợp nhất ở trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Thì đây chính là dạng trắc nghiệm chọn ABC rồi. Vậy chúng ta hãy cùng làm nhé. Câu số 1, when we were at school thì quá khứ đơn. We ought to have to must wear uniform. Khi chúng tôi ở trường thì chúng tôi nên mặc đồng phục. Phải mặc đồng phục. Vậy đây có từ ought to là nó không hợp với nghĩa rồi đúng không các bạn? Nó không hợp với nghĩa, nó không hợp. Từ have to có nghĩa là phải. Chia quá khứ, đúng rồi, đúng dạng rồi. Và từ must sẽ không dùng trong quá khứ trong trường hợp này nhá. Từ mặc đồng phục ở đây là chúng ta tuân thủ theo cái quy tắc luật lệ của trường đề ra và chúng ta sẽ dùng từ have to. Number two, you don't have to là không phải. Mustn't là cấm không được làm gì. Ought not to là không nên làm gì. Be an expert to use basic functions or program. Bạn là một chuyên gia để sử dụng những cái chức năng cơ bản của cái chương trình này. Vậy thì ở đây câu này chúng ta sẽ chọn bạn không cần phải. Được chưa? Bạn không cần phải. Don't have to. Bạn không cần phải. Don't have to. Bạn không cần phải. Đúng không? Chứ không phải bạn cấm hoặc là bạn không nên. Expert là chuyên gia. Expert. Number three, you to tell her that you are her mother. Bạn ... kể với cô ấy rằng bạn là mẹ của cô ấy. Thì ở đây là chúng ta có từ should. Should thì sẽ cộng verb, ở đây có to này, các bạn lưu ý chắc chắn là sẽ không dùng must với cả should rồi. Vậy chúng ta có dùng have got thì tương tự về ý nghĩa về have to thôi. Bạn phải kể với cô ấy, phải thông báo với cô ấy rằng bạn là mẹ của cô ấy. Number four, we were supposed to have got to must go to the meeting. Why didn't you go? Bạn lẽ ra là nên đi đến bữa tiệc nhưng mà tại sao là bạn lại không đi? Đúng không? Ở đây chúng ta là have got to là phải. Must không dùng quá khứ rồi. Vậy đây chúng ta có một cái cụm từ chúng ta cần ghi vào nhé. To be supposed to là lẽ ra nên làm gì trong quá khứ nhé. Nếu mà quá khứ chúng ta dịch là lẽ ra nên làm gì trong quá khứ. Được chưa? Bạn lẽ ra là nên đi đến buổi gặp mặt, buổi họp. Thế tại sao bạn lại không đi? Number five, I wear glasses. I still can see perfectly well. Tôi đeo kính glasses. Tôi vẫn còn nhìn thấy khá là tốt, đúng không? Vẫn còn nhìn mắt tôi vẫn còn rất tinh. Vậy ở đây tức là tôi không phải đeo kính. Mustn't là cấm nhé, cấm đoán. Ở đây là don't have to. Tôi không phải làm gì, đúng không? Chúng ta sẽ dịch là tôi không phải. Được chưa? Ở đây là tôi không nên thì không đúng. Ở đây tôi không phải đeo bởi vì mắt tôi vẫn còn tinh. Number six, we went to bed right after dinner because we get up early the following day. Chúng tôi đi ngủ ngay sau bữa tối. Right after là ngay sau bữa tối bởi vì chúng tôi dậy sớm vào ngày hôm sau. Vậy ở đây đầu tiên là sẽ có thi quá khứ này. Rồi,
Bởi vì chúng tôi nên dậy sớm thì cái này chưa đúng, phải dậy sớm. Phải dậy sớm như từ must nó sẽ không dùng trong trường hợp quá khứ như trường hợp này các bạn nhé. Phải dậy sớm đúng không? Ở đây là có, chúng ta sẽ dùng từ have to. Have to get up early the following day. Được chưa? Rồi, câu số 7, do you have two must meetings work next weekend? Bạn có làm việc vào cuối tuần tới không? Thì ở đây chúng ta có từ bạn, từ must, các bạn lưu ý một chút nhé. Các cái động từ tình thái như từ must, từ should, từ ought, từ can, could nó đảo luôn lên đầu câu, đóng vai trò là trợ động từ luôn. Được chưa? Thì chúng ta ở đây không có do nữa, nhưng mà đây có do thì chắc chắn là sau chủ you phải cộng một động từ thường, chỉ có từ have to là phù hợp nhất thôi. Number 8, you take any money? I have enough for both of us. Bạn mang bất cứ, mang thêm ít tí tiền nào, chúng tôi đã có đủ cho cả hai chúng ta rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ cần, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ chia các cái dạng của từ have. Ở đây đáp án của chúng ta là bạn không cần, thì chúng ta sẽ dùng didn't, đúng không? Didn't have to. Bạn không cần, bạn không cần phải mang tiền đâu, bởi vì tôi đã có đủ cho chúng ta rồi. Bạn không cần phải mang tiền đâu, tôi đã có đủ cho chúng ta rồi. Được chưa? Trước đó là bạn nói bạn không cần mang đâu, didn't have to take. Bạn mang rồi nhưng bạn nói là bạn không cần mang đâu, bởi vì tôi đã có đủ cho chúng ta rồi. Number 9, what are you doing? Bạn đang làm gì đấy? Bạn, to be here. Bạn không phải ở đây. Don't have to là bạn không phải ở đây. Thường là không phải làm gì. Ought not thì thiếu to rồi. Thì ought not chúng ta loại từ đầu. Ở đây câu 9 chúng ta có một cái cụm, các bạn cũng cần phải nhớ giúp cô. Là to be hiện tại đơn nhá, cộng supposed to có nghĩa là không được phép làm gì. Các bạn ghi vào nhá. Ở đây chúng ta dịch là không được phép làm gì. Không được phép. Không được phép. Bạn không được phép ở đây. Bạn không được phép ở đây. Bạn không được phép ở đây. Đúng không? Bạn không được phép ở đây. Tiếp theo câu số 10. We shouldn't won't allow to mustn't talk to each other because it's for an exam. Chúng tôi nói chuyện với nhau bởi vì đây là một kỳ thi. Thì đương nhiên là một kỳ thi chúng tôi cấm không được nói chuyện rồi. Nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta lại nhìn thêm một chút thì quá khứ chúng ta sẽ không dùng từ must, đúng không? Must. Mà đây cũng là luật lệ quy tắc nữa, quy định của kỳ thi chúng ta sẽ dùng won't allow to là không được cho phép làm gì. Không được cho phép làm gì các bạn nhé. Rồi, vậy chúng ta hãy chuyển xuống bài số 2, chọn những cái phần gạch chân mà bị sai, đúng không? Ở đây tức là cái phần chọn lỗi sai đấy. Thì trọng tâm của unit 1 như cô vừa phân tích với các bạn là sẽ có so sánh giữa must have to cũng như là should và ought to, thì các bạn cứ xoáy sâu vào những cái điểm trọng tâm đó là chúng ta sẽ làm được tốt bài kiểm tra thôi. Number 11, câu số 11. Tôi sẽ rời đây sớm bởi vì tôi phải học. Tôi phải chuẩn bị, phải học để cho cái chuẩn bị cho kỳ thi của tôi. Vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn luôn, nếu mà unit 1 kiểm tra chúng ta sẽ nhìn luôn là nó xem có những cái cấu trúc ví dụ như must have to, should hoặc là ought to không. Thì đây cô nhìn này có từ must, đúng không? Và đằng sau từ must phải cộng động từ nguyên thể nên sai ở câu đi luôn. Bỏ đuôi in đi các bạn nhé, bỏ đuôi in đi, must study. Must study phải học. Number 12, nếu câu này đã sai chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta không phải đọc các đáp án khác nữa. Number 12, I stay up late last night because I mustn't go to school on Sunday. Tôi đã ở, đúng không? Tôi đã thức khuya stay up late. Tối qua tôi thức khuya, đúng rồi, chưa thì quá khứ. Bởi vì tôi cấm không được đi học vào chủ nhật à? Ở đây từ mustn't sử dụng chưa phù hợp trong ngữ cảnh này. Chúng ta sẽ phải chuyển mustn't thành don't have to. Tôi không phải đi học. Bởi vì chủ nhật thì tôi không phải đi học. Đây là một cái việc bình thường thôi. Don't have to. Được chưa? Don't have to. Tiếp theo này. Cô có câu số 10, 13. We ought to not play football. Chúng tôi không nên chơi bóng đá bởi vì trời đang mưa ở bên ngoài. Từ ought ở đây nó nghĩa là bởi vì các bạn nhé. Từ ask có nghĩa bằng because, bởi vì. Vậy từ ought not to phủ định thì nó đã sai ngay ở từ ought not rồi. Ought not đã sai ngay ở từ ought not rồi. Chúng ta phải đảo hai từ này cho nhau này. Ought not to chứ không phải ought to not các bạn nhé. Ought not to, không được chơi.
Câu số 14, you mustn't to drive a car if you don't have a driving license. Bạn cấm không được lái một chiếc xe, bạn không được phép lái một chiếc xe ô tô nếu bạn không có bằng lái xe. Vậy ở đây từ mustn't chúng ta đã thấy sai ngay ở câu B rồi. Các bạn cứ bám đúng trọng tâm cho cô, bỏ từ to đi. Câu số 15, nếu bạn muốn một vài lời khuyên hữu ích thì bạn nên nói chuyện với bố mẹ của bạn về cái vấn đề của bạn. Ở đây là câu điều kiện đúng không? Câu điều kiện, nếu bạn muốn một vài lời khuyên hữu ích thì bạn nên nói chuyện với bố mẹ của bạn về vấn đề nào? Về vấn đề của bạn. Thì đây từ want chia tại đơn không sai, advice, advice không đến được, lời khuyên không đến được và danh từ không đến được chúng ta giữ nguyên. Và about, talk to somebody about, nói chuyện với ai về vấn đề gì, ở là cũng không sai. Ở đây chúng ta sai ở câu C và các bạn phải sửa là đưa ra một lời khuyên nào đó thì có nghĩa là have matter nhé. Chúng ta sẽ sử dụng như thế này, quá khứ của từ have là nên, bạn nên bằng từ should các bạn nhé. Bạn nên làm gì cộng động từ nguyên thể không chia, nên làm gì, bạn nên nói chuyện với bố mẹ của bạn. Câu số 16, yesterday I must stay at home due to bad storm. Ngày hôm qua tôi phải ở nhà bởi vì due to ở đây là bằng từ because of cộng danh từ cụm danh từ, bởi vì thời tiết, bởi vì trận bão rất là tồi tệ. Vậy ở đây chúng ta có một từ là từ must, tuy nhiên từ must nó không dùng trong thì quá khứ, chúng ta sẽ chuyển thành have to. Tôi phải ở nhà không, bởi vì là trận bão rất là nghiêm trọng khủng khiếp. Number 17, because of his poverty. Poverty ở đây là danh từ của từ poor là nghèo đói, bởi vì cái sự nghèo đói của anh ấy. He has to struggling to make ends meet. Make ends meet ở đây nó có nghĩa là cặp cụ, nó có nghĩa là xoay sở. Struggling là nỗ lực để xoay sở kiếm sống. Năng nhạc chặt bị đúng không? Có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của cuộc sống thì gọi là make and miss. Rồi, because of cộng danh từ, cụm danh từ không sai, has to chia đúng rồi. Tuy nhiên struggling sau have to phải cộng động từ nguyên thể, vậy câu này sai ở từ struggle. Được chưa các bạn? Struggle là vật lộn để làm gì đấy. Chúng ta dịch từ struggle có nghĩa là vật lộn để làm gì. Vật lộn để làm gì và đáp án là câu C bị sai. Câu C. Câu số 18, according to the rules of this game. Theo, according to là theo những cái luật của cái trò chơi này, quy tắc của trò chơi này, quy định của trò chơi này. Bạn không phải drop, ném quả, làm rơi quả bóng. Thế nên don't have to là không phải làm gì cơ. Theo quy định, quy tắc thì ở đây thì trường hợp này cấm không được làm gì hoặc không được phép làm gì, chúng ta sẽ dùng từ mustn't, được chưa? Dạng phủ định nhá, sẽ dùng từ mustn't, mustn't các bạn nhá, từ mustn't. Còn dịch cửa phủ định của don't have to, tức là không phải, thì chúng ta lại dịch chưa đúng nghĩa. Nên trong cái cảnh này, chúng ta sẽ dùng mustn't là bạn không được phép làm gì các bạn ạ. Mustn't. Và câu số 19, this competition, cái cuộc thi này, is optional, là mang tính lựa chọn thôi, optional. So we not have to take part in it. Do đó chúng tôi không cần phải tham gia vào đó. Không cần tham gia, take part in là tham gia. Và ở đây từ have to, như cô có nốt với các bạn từ đầu, nó là động từ thường. Được coi nhé, được coi từ have, được coi như là chia như một động từ thường. Vậy chúng ta không thể dùng don't chỗ ấy được, mà chúng ta sẽ phải dùng do not. Cô xin lỗi, không dùng not mà phải dùng don't. Don't have to các bạn nhé. Don't have to. Don't have to. Don't have to nhé. Sẽ dùng don't. Bởi vì từ have ở đây mình coi như là một động từ thường, mình chia như động từ thường mà. Rồi number 20, my advice is you have to consider carefully before making the final decision. Lời khuyên của tôi là bạn phải cân nhắc một cách rất là kỹ lưỡng, carefully, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, đúng không? Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thì đây đã đưa ra lời khuyên thì tất nhiên là không bắt buộc người ta phải làm theo cái ý của mình. Mà lời khuyên thì chúng ta chỉ dịch là nên thôi. Vậy từ have to ở đây chúng ta phải thay bằng một từ mang sắc thái là lời khuyên. Chúng ta từ should, được chưa? Bạn nên làm gì? Lời khuyên nhẹ nhàng thôi. Should hoặc ought to cũng được. Should hoặc ought to, được chưa? Khuyên ai nên làm gì? Tôi cảm thấy là bạn nên làm gì? Được chưa? Ought to hoặc should, một lời khuyên. Okay, that's the end of our lesson today. I wish you like it and hope to see you next time. Bài học của chúng ta
kết thúc tại đây. Hy vọng các bạn có những được những thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong test 2 nhé. Goodbye.